Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Sau giai đoạn 1, giải vô địch quốc gia V-League 2023 đã được phân nhóm. Theo đó, 8 câu lạc bộ đứng đầu trên bảng xếp hạng sẽ đá tranh trước vô địch, 6 câu lạc bộ đứng dưới sẽ đua trụ hạng. Cụ thể, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Bình Định, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc nhóm đua vô địch. Nhóm trụ hạng bao gồm các đội Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch thi đấu, vòng 1, giai đoạn 2 V-League sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ở nhóm tranh xuất chủ hạng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Với việc vừa bị loại sau trận thua tức tuổi trước PVF Công an Nhân dân ở tứ kết quốc quốc gia trên sân nhà, lúc này Hoàng Anh Gia Lai cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Vì thế thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak rất quyết tâm ở trận này. Hiện tại, đội bóng phố núi chỉ hơn Khánh Hòa một điểm. Do vậy kết quả trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự bảng xếp hạng. Ở nhóm đua trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai đang xếp thứ hai sau sông Lam Nghệ An với 14 điểm hơn Bình Dương 7 điểm trong khi mùa giải còn 5 vòng đấu nữa. Nếu giành chiến thắng trên sân nhà trước Khánh Hòa, gần như đội bóng phố núi sẽ trụ hạng thành công. Cũng ở nhóm đua trụ hạng, vòng đấu này trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật được đánh giá cao hơn đối thủ, cả về lực lượng, chuyên môn và tinh thần thi đấu. Một chiến thắng nữa sẽ giúp sông Lam Nghệ An tiến gần đến xuất trụ hạng thành công. Hiện tại đội chủ sân Vinh đang hơn vị trí xuống hạng 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Một trận đấu hấp dẫn khác, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua chủ hạng là trận đấu giữa Đà Nẵng và Bình Dương diễn ra lúc 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đây được xem là trận chung kết ngược, có thể nói chiến thắng trước đội đầu bảng Công an Hà Nội ở vòng đấu trước tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Thêm vào đó trận này SHB Đà Nẵng được chơi trên sân nhà Hòa Xuân để tiếp đón đội bóng cạnh tranh cho xuất chủ hạng trực tiếp là BKMX Bình Dương. Nếu tiếp tục thất bại trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu này, cơ hội chủ hạng của Bình Dương ở mùa giải năm nay sẽ ngày càng ít đi. Ở nhóm đua vô địch, trong vòng 2 giai đoạn 1, câu lạc bộ công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng đấy. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 16 tháng 7 năm 2023. Đội bóng ngành công an quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách với các đội bóng xếp sau. Cũng giống như Hà Nội hiện tại câu lạc bộ công an Hà Nội cũng bị loại khỏi cúp quốc gia. Do đó đấu trường V-League là nơi duy nhất họ có thể kỳ vọng thu về một danh hiệu ở mùa giải năm nay nên nhớ đây là mùa giải mà câu lạc bộ công an Hà Nội đã chi tiền tấn để mang về những hợp đồng cực khủng. Lợi thế công an Hà Nội lúc này là họ được thi đấu trên sân nhà, đối thủ của họ là Hà Tĩnh từng là bại tướng của đội bóng ngành công an cách đây gần một tháng. Trận đấu đó, câu lạc bộ công an Hà Nội đã có chiến thắng với tỷ số 4, 2. Một trận đấu rất đáng chú ý khác ở nhóm đua vô địch là trận đấu diễn ra trên sân Thanh Hóa, nơi câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ có cuộc chạm trán với Nam Định. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023. Hai đội bóng này cũng hướng đến một kết quả thuận lợi, bởi trước đó họ từng bất phân thắng bại ở lượt đi. Lúc này phong độ của Thanh Hóa là tốt hơn khi họ có hai chiến thắng để tiến vào bán kết cúp quốc, quốc gia 2023, đồng thời đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà. Ngoài ra, hai trận đấu còn lại ở nhóm đua vô địch cũng rất đáng chú ý. Cụ thể ở vòng đấu này là Việt theo trên sân nhà sẽ đón tiếp câu lạc bộ Hải Phòng trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 15 tháng 7, một trận đấu đáng chú ý khác và cũng là trận đấu diễn ra muộn nhất ở giai đoạn 2 V-League, diễn ra trên sân hàng đẩy vào lúc 19 giờ 15 ngày 17 tháng 7 năm 2023, câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón Bình Định, dự kiến ngày 20 tháng 8 năm 2023 V-League 2023 sẽ hạ màn, đây sẽ là mùa giải ngắn nhất lịch sử kể từ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ra đời năm 2000. Ban tổ chức rút ngắn thời gian tổ chức V-League 2023 để chuẩn bị cho việc mùa giải kế tiếp sẽ chuyển sang đá vắt qua 2 năm, giống các giải châu Âu.